Ôi, này, cô có biết xấu hổ không đây? Ôi, cái gì chỉ còn ý? Thế này thì còn ăn uống cái gì nữa? Đấy, cô làm như thế, có thấy xấu hổ không? Hả? Em cái gì mà em? Con gái con đứa ấy, chẳng có ý tứ gì cả. Để xong thì dặn hết cả chân tay, mặt mũi thì xám xịt xấu xí, xong lại còn dẹp luôn đi. Thì em cũng có muốn thế đâu ạ. À, cô lại định cãi chồng cô nữa à? Đây nói cho mà để rút kinh nghiệm nhá, không đi ra ngoài đường ấy, người ta cười vào mặt thằng này đấy. Lỗi của em hết, được chưa? À, đi được thì đi luôn đi, đừng có vác mặt về cái nhà này nữa. Bực cả mình. Có chuyện gì mà mắng vợ thế con? Đấy mẹ xem đi, này, cô ta tè dầm trước bữa ăn ấy, thế này còn ăn uống được gì nữa? Mắng xong lại còn dỗi bày đặt bỏ đi. Con hay thật đấy, con mắng vợ toàn những chuyện vớ vẩn thôi. Thế con nói không đúng hả mẹ? Sao con nói như thế mà con nghe được à? Con thử nghĩ xem, từ khi nó lấy con về, nó vất vả nó sinh con cho con, rồi nó chăm sóc cái gia đình nhà này, nó chăm sóc cả cho mẹ. Thử hỏi rằng, con giúp được vợ con cái gì chưa? Ngồi đấy mà trách cái móc. Linh, có chuyện gì thế con? Sao lại ngồi đây khóc? Mẹ ạ, con không sao đâu. Thôi, vào nhà với con đi. Mẹ đi ra kia có tí việc, tí về mẹ nói chuyện nhé. Chuyện với chị đấy, không nghe thấy à? Thế rồi Tâm à, em có chuyện gì cần chị giúp à? Khóc đấy à? Ở nhà này có ai làm gì chị đâu mà chị phải khóc ghê thế? Đâu, chị có khóc đâu. Chắc là về đây chị cảm thấy oan ức lắm đúng không? Chị không có ý đó. Chị không có ý đó? Chị không có ý đó mà chị để nhà cửa bừa bộn thế này à? Hả? Chị về đây chị chả làm một cái việc gì hết ý. Từ cái lúc đẻ xong chị suốt ngày rú ở trong nhà thôi, chả làm được việc gì có ích cả. Tại vì chị bận con nhỏ, thế nên là... Đấy, lại bắt đầu lý do lý chấu rồi. Mà tôi cũng chả hiểu tại sao ngày xưa anh Phiêu anh lại lấy chị luôn ấy. Từ cái lúc cưới nhau về, anh Phiêu lúc nào cũng phải bục mặt ra ngoài kiếm tiền để nuôi chị. Đã thế về nhà lại còn phải thay chị trông con. Còn việc nhà ấy thì toàn là nhà tôi làm hết cho chị, chứ chị có cần phải làm bất cứ một cái việc gì đâu. Chả hiểu với đi làm cái gì luôn ấy. Chị cái gì mà chị? Hả? Ở nhà không thì đã đành. Đây á, cái lúc đẻ cũng chả đẻ cho anh tôi được một thằng cu. Tôi nói thật này, tôi nghĩ là chị nên giải thoát cho anh Phiêu đi, để anh ấy tìm một người có ích hơn chị. Chứ nhìn cái mặt chị á thì ghét. Con mời mẹ, em mời anh ạ. Ăn cơm đi các con. Ơ, cái Linh đâu? Vợ ơi, ra ăn cơm. Lại phải đợi, suốt ngày đợi. Chị Linh lúc nào cũng lề mà lề mề. Cơm đi con. Vợ ăn cơm đi. Cái gì đấy con? Đơn ly hôn á? Sao lại ly hôn ạ? Em giải thoát cho anh đấy. Em thấy chị làm thế là đúng rồi đấy. Chị ở nhà, chị vô dụng lắm, chả chịu làm cái gì cả. Chị giải thoát cho anh trai em đi cưới vợ mới, thế là đúng rồi. Đang nói gì đấy? Hả? Sao tự dưng mà lại đánh con? Con nói đúng còn gì nữa? Bây giờ mẹ xem. Chị ấy vô dụng nhá. Không đẻ được cho anh Phiêu một thằng cu. Đã thế á, ở nhà thì lười nhác ra, chả chịu làm cái gì cả. Suốt ngày phải để anh Phiêu anh xấu hổ với bạn bè vì cái tội ăn mặc nhếch nhác thôi. Con là con chỉ muốn tốt cho anh Phiêu với cả giải thoát cho gia đình nhà mình thôi. Đấy là ngày xưa tao ngu tao mới thế thôi. Chứ bây giờ tao đã nhận ra Tạ Linh đã hy sinh cho gia đình nhà mình rất nhiều. Tất cả là lỗi của anh. Em tha lỗi cho anh nhé. Anh biết là món quà này không bù đắp được phần nào những lần mà anh làm tổn thương em. Nhưng mà anh hứa với em, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em nhiều hơn nữa. Vợ tha lỗi cho anh nhé.
mua quà cho em thật đấy à? Anh không mua cho em thì anh mua cho ai? Thời gian vừa qua anh đã làm tổn thương em nhiều rồi, nhưng mà anh hứa sau này anh sẽ bù đắp cho em nhiều hơn nữa nhá. Linh, nhận đi con. Nhận đi cho chồng nó vui. Lần sau ấy, thằng Phiêu nó có vô tâm với con ấy, con cứ mất mẹ, mẹ xử lý cho. Con chả hiểu luôn ấy. Chị Linh chỉ vô dụng như thế, thế mà cả mẹ, cả anh Phiêu đều yêu chiều chị ấy, thế là như thế nào? Thì con cứ lấy chồng và đẻ con đi thì con sẽ biết. Con phải biết được rằng người phụ nữ lúc sinh đẻ khổ, đau đớn và nguy hiểm như thế nào không? Đúng đấy, cửa sinh là cửa tử. Vậy mà vợ của anh đã vượt qua điều đấy để sinh cho anh một cô công chúa nhỏ nhắn xinh đẹp đấy. Anh cảm ơn em. Còn triệu chứng đi tiểu khó kiểm soát của em không phải lo đâu. Anh sẽ cố gắng chạy chữa cho em. Này, này, anh cứ chiều chị ấy như thế nhá. Đến lúc chị làm gì sau lưng anh chả biết được đâu. Con nói linh tinh cái gì đấy? Mà thôi, cũng đúng. Chắc tại mẹ chiều con quá cho nên bây giờ con như thế này đấy. Mẹ nói luôn nhá, lần sau mẹ còn nghe thấy con nói rằng là chị Linh vô dụng và chị Linh ly hôn với anh Phiêu, đừng có trách mẹ đấy. Con chả biết đâu, con chỉ biết là ấy, con thấy chị Linh chị ấy ở nhà, chị chả chịu làm gì cả. Con ngứa mắt thì con nói thế thôi. Mày có giỏi ấy, thì mày lấy chồng đẻ đi, rồi mày sẽ khắc hiểu cảm giác của Linh. Đến lúc đấy khóc ấy, thì đừng có bỏ mày đây mà kêu đấy. Ô hài, em là em gái anh cơ mà. Em gái thì là em gái, nhưng mà vợ anh vẫn là số 1. Vì vợ anh đã đẻ cho anh một đứa con đấy. Vợ này, anh cảm ơn em. Cảm ơn em đã dũng cảm vượt qua khó khăn. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi, nguội hết thức ăn rồi. Ăn cơm đi con. Vâng ạ. Từ từ đã. Mẹ có một đề nghị thế này, cả nhà mình đi ăn hàng đi. Đi ăn hàng à? Đi. Đi. Đi đâu? Chị định đi đâu? Chị ở nhà. Ở nhà mà ngẫm lại bản thân mình ấy. Thôi ở nhà đi, bọn anh đi ăn ấy sẽ lấy phần về cho nhá. Đi thôi.